Namo tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Thưa quý vị, chúng ta học bài kinh Chánh Tri Kiến. Thì bài kinh này với những câu hỏi được lặp đi lặp lại của các vị tỳ kheo hỏi Ngài Xá Lợi Phất là: này hiền giả, có pháp môn nào khác nhờ pháp môn này thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này? Tức là cái nội dung xuyên suốt bài kinh này giúp cho chúng ta có được chánh tri kiến, tức là chúng ta nhìn thấy được tất cả các pháp như thế nào là cái nhìn đúng đắn, rồi từ đó chúng ta có được chánh tri kiến. Mà một người đệ tử khi đã có chánh tri kiến rồi thì vị ấy có thể buông bỏ tất cả tà kiến. Mà một khi vị đệ tử có thể buông bỏ tà kiến thì vị ấy không còn là phàm nữa, mà có thể đi đến đạo và quả. Cho nên tầm quan trọng của chánh tri kiến được ví như người hoa tiêu, được ví như người dẫn đường, mà qua đó chúng ta không sợ đi sai lầm. Phải nói là các ngài, các bậc trưởng lão cũng có dụng ý khi mà sắp xếp bài kinh Chánh Tri Kiến đứng trước bài kinh Tứ Niệm Xứ. Bởi vì sau khi chúng ta có được Chánh Tri Kiến rồi, việc thực hành Tứ Niệm Xứ của chúng ta mới có thể trở nên đứng đắn được. Ngày nay có một tin vui và một tin buồn. Tin vui là việc thực hành Tứ Niệm Xứ trở nên phổ biến và mọi người hầu hết đều biết đến và có lòng hướng tới việc thực hành Tứ Niệm Xứ. Mà tin buồn là không ít người lợi dụng cái danh xưng Tứ Niệm Xứ để giảng dạy những pháp môn không đúng với chánh pháp, mà họ chỉ vì những mục đích cá nhân, rồi từ đó họ bất chấp và dẫn những chúng sanh khác đi trên con đường đọa lạc. Thành ra đó, khi chúng ta học kinh Trung Bộ, đặc biệt là bài kinh Chánh Tri Kiến này, chúng ta có cơ hội thấy được sự thật của các pháp. Mà sau khi chúng ta có được chánh tri kiến rồi đó, chúng ta không sợ người khác hoặc là bất cứ ai có thể làm lung chuyển, làm cho chúng ta mất đi chánh tri kiến. Rồi từ đó chúng ta phải thực hành những pháp môn không có đúng đắn. Do đó tầm quan trọng của bài kinh này rất là lớn, và thậm chí có thể nói là một trong những bài kinh mang ý là bao quát tam tạng kinh điển, bao quát nền tảng giáo lý. Nó tương đương với bài kinh Thập Thượng hoặc là bài kinh Phúng Tụng của Trường Bộ. Thế cho nên chúng ta đi khá là kỹ cái bài kinh này, và quý vị thấy đó, những vị các sư khi mà giảng thì các sư giảng cái bài kinh này rất là kỹ. Đặc biệt khi chúng ta học bài kinh Chánh Tri Kiến, chúng ta mới thấy rằng một người không học A Tỳ Đàm thì làm sao họ có thể hiểu được bài kinh Chánh Tri Kiến. Từ đó chúng ta có thể
gọi là phản bác, thậm chí chúng ta cũng không cần phản bác, mà những luận điệu nhằm bài xích, bác bỏ A Tỳ Đàm nó trở nên yếu đuối, đặc biệt là những bài kinh mang giáo lý thâm sâu như thế này. Một người không học A Tỳ Đàm, không biết A Tỳ Đàm, hoặc là họ bài xích A Tỳ Đàm, thì họ làm sao có thể hiểu được bài kinh Chánh Tri Kiến này một cách đúng đắn cho được. Và qua quá trình học, quý vị đã thấy cái thực tế đã chứng minh điều đó. Và chúng ta đi qua phần tiếp theo là phần xúc. Thì thưa quý vị, xúc là một trong 12 nhân duyên. Khi chúng ta hiểu rõ bất kỳ một cái mắt xích nào trong 12 nhân duyên, bằng trí tuệ chúng ta đều có thể bẻ gãy, bứt bỏ được mắt xích đó. Mà một cái vòng tròn duyên khởi, chỉ cần chúng ta bứt được mắt xích nào thì chúng ta giải thoát ngay lúc đó. Chính vì như vậy đó, ở phía trước Ngài Xá Lợi Phất giải thích về các thọ vân vân, tức là chúng ta có thể tu tập bứt bỏ mắt xích ngay chỗ thọ. Nhưng mà có những vị thì các vị ấy có thể dễ dàng hơn nếu như vị ấy không chọn mắt xích của thọ mà chọn mắt xích của xúc. Chính vì thế Ngài Xá Lợi Phất dạy thêm cái nhìn đúng đắn, để từ đó chúng ta có thể giải thoát nhờ vào xúc. Thứ nhất, chúng ta cần phải hiểu xúc nó thuộc về danh pháp, không phải thuộc về sắc pháp. Danh pháp là gì? Danh pháp là những pháp thuộc về cái khái niệm, tức là những cái phi vật chất. Còn sắc pháp là những thứ thuộc về vật chất, những gì chúng ta có thể nhìn thấy được, sờ được, đụng chạm được, nó thuộc về sắc pháp. Còn những pháp thuộc về tinh thần ấy, là nó là danh pháp. Cho nên cái xúc ở đây mà chúng ta nói ấy, là việc xúc giữa các căn, chứ không phải những cái kiểu như là một cái lá cây nó rơi, nó chạm bên thiên thềm đó, hoặc là một cái một cơn gió thổi qua khung rèm thì nó không gọi là xúc. Mặc dù đúng là có sự đụng chạm, tức là sự đụng chạm của cái lá xuống hàng hiên, sự đụng chạm của giọt nước mưa xuống mái chùa, sự đụng chạm của một cơn gió đến bức rèm, thì sự đụng chạm đó nó không phải là xúc được nói ở đây. Nhớ, cái xúc được nói ở đây là cái xúc của các cảnh tiếp xúc với các giác quan của chúng ta, thì đó mới gọi là xúc, đó mới là cái xúc được nói tới ở đây. Quay trở lại vấn đề, thì như vậy sư đưa ra cái ví dụ, một cái lá bồ đề rơi trên hiên thềm, sự đụng chạm của chiếc lá bồ đề ở dưới cái hiên chùa đó, nó là cái xúc gì của chúng ta? Nó là nhãn xúc. Khi chúng ta nhìn thấy, khi chúng ta nhìn thấy, thì thực tế mà nói, cái mà chúng ta nói về cái xúc, nó không phải là cái xúc của chiếc lá chạm vào cái hiên chùa, mà là cái xúc của cái hình ảnh chiếc lá chạm vào hiên chùa với cặp mắt của chúng ta. Hoặc là khi chúng ta suy tư về hình ảnh đó, thì đó chính là cái cảnh của pháp, nó xúc với cái tâm thức của chúng ta, với cái ý của chúng ta, xúc ở chỗ đó, chứ không phải là cái sự chạm của cái lá xuống hiên chùa. Phân biệt rõ ha. Thành thử cái cách nào để cho chúng ta biết được, nói một cách dễ hiểu, cái xúc nào là cái xúc mà được nói đến ở đây, là cái xúc nào mà có sự nhận biết của tâm, thì đó là xúc được nói ở đây.
Ví dụ, khi chúng ta ngủ, có ai đó đưa cái đùi gà lên ngang lỗ mũi, cái mùi nó rõ ràng, nó đi vào ở trong mũi của chúng ta. Chúng ta hít thở mà, nó đi vào mũi, chạm vào khứu giác, đi vào trong phổi, nhưng chúng ta không biết. Thì như vậy, cái xúc nó không có ở đây, không có nói ở đây, chúng ta không nói tới ở đây. Đó không phải là cái xúc được nói tới ở đây, mà cái xúc được nói tới ở đây là cái xúc mà phải có cái tâm nhận biết. Sư nhớ là khi học cái lộ trình tâm, lớp trung bộ sư đã dạy về lộ trình tâm rồi. Tức là khi cảnh nó đập vào trong các căn, thì nó có cái tâm khai ngũ môn, nó mở ra, thì như vậy nó mới có cái tiếp thu, tiếp thu rồi quan sát rồi đoán định. Nhớ không? Không nhớ thì học lại giùm sư. Chính vì lẽ đó, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài mới nói là từ tập khởi của sáu xứ thì có tập khởi của xúc. Tập khởi của sáu xứ tức là có sự xuất hiện của sáu xứ thì mới có sự xuất hiện của xúc. Nghĩa là sao? Nghĩa là bởi vì chúng ta có các giác quan cho nên chúng ta mới có cái sự xúc chạm của các giác quan. Ví dụ như một con dung đất, nó không có con mắt, thì làm gì có sự xúc chạm của ánh sáng đến là con dung đó, đến cái cặp mắt của con dung đó? Không có. Chỉ trừ khi ánh nắng mặt trời ấy, thì nó chiếu lên cái làn da của con dung, thì nó có cái xúc của thân, chứ nó không có xúc của nhãn. Cho nên vì chúng ta có các giác quan nên chúng ta mới có cái xúc của các giác quan. Ví dụ như trong cơ thể người mình, nếu sư nhớ không lầm là cái gan của mình nó không có thân thức. Chính vì nó không có thân thức cho nên nếu như mà tức là nó không có cái thần kinh cảm giác, cho nên nếu như nó có bị tổn thương mình cũng không biết. Thì trong trường hợp đó là nó không có cái cảm thọ, tức là không có cái xúc của các giác quan. Thành ra đó, do tập khởi, tức là do sự hình thành của các giác quan, cho nên mới có sự xúc chạm đối với các giác quan đó. Thì ở đây dùng cái từ là xứ, thì quý vị thấy là sáu xứ thì được dùng với số nhiều, còn xúc được dùng với số ít. Tại sao? Tại vì sáu xứ là mình có sáu món, tức là sáu giác quan, sáu cái giác quan. Nhưng mà cái xúc á, cái sự đụng chạm á, nó chỉ có một thôi. Thì ở đây chúng ta có 12 xứ, thì nó bao gồm là 6 nội xứ và 6 ngoại xứ. Thì 6 nội xứ thì bao gồm các giác quan của chúng ta: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Còn 6 ngoại xứ thì bao gồm là sắc, thinh, khí, vị, xúc và pháp. Sư nói qua về các khái niệm trước rồi chúng ta mới đi đến sự thực hành. Chúng ta nắm các khái niệm trước. Thì ở trong sáu xúc á, thì cõi dục của mình hầu hết chúng ta là có đủ sáu xúc, tức là có đủ sự xúc chạm giữa sáu giác quan. Tuy nhiên trừ ra một số trường hợp là mình hư hoại các sắc thần kinh. Ví dụ như một người bị mù bẩm sinh
thì họ sẽ không có cái xúc của cái nhãn căn, cái nhãn thức họ không có. Hoặc là như sư ví dụ hồi nãy, con dung đất nó cũng không có nhãn căn, cho nên nó cũng không có xúc từ nhãn căn. Còn ở trong cõi sắc giới thì chúng ta, cõi sắc giới Phạm Thiên thì họ có ba xúc là nhãn xúc, nhĩ xúc và ý xúc. Tại sao? Tại vì đối với Phạm Thiên á, thì các vị ấy chỉ cần có bấy nhiêu đó thôi. Các vị Phạm Thiên không cần có thân xúc. Vì không có thân xúc ở Phạm Thiên không phải là do các vị ấy thiếu phước, mà chỉ đơn giản là các vị ấy không cần. Còn ở cõi dục thì sự thiếu ở đây là nó do thiếu phước. Quý vị phân biệt ha. Phạm Thiên thì chỉ cần có, chỉ cần nhìn, nghe và suy tư hết rồi. Ngoài ra đó, trong cõi sắc giới mà cõi vô tưởng á, thì không có xúc nào cả. Bởi vì trong cõi vô tưởng á, được xem như là cõi không có tâm. Mà chúng sanh ở cõi vô tưởng chỉ giống như là những bức tượng bằng vàng ở đó thôi. Ở đó cho tới hết tuổi thọ rồi là tiếp tục đi tái sanh. Cho nên ở cõi vô tưởng thì không có xúc nào cả. Còn ở cõi vô sắc á, thì chỉ có một cái ý xúc thôi. Thưa quý vị, tại sao mà Ngài Xá Lợi Phất Ngài chỉ cho chúng ta thấy chúng ta cần có một cái nhìn đúng đắn về các xúc. Và khi chúng ta có cái nhìn đúng đắn như vậy, chúng ta là người có chánh tri kiến. Ở đây nó có cái sự hoạt động của tuệ nha. Phật giáo là phải nhắc đến giới học, định học và tuệ học. Nhiều người rất là mơ hồ, cái tuệ phải làm như thế nào thì mới gọi là có tuệ. Thí dụ như chúng ta có Panya Parami, trí tuệ ba la mật, mà cái trí tuệ như thế nào mới gọi là trí tuệ ở đây? Cái tuệ ở đây trong trường hợp này, khi mà nói về xúc thì chúng ta cần nhận thức rằng ở đây cái xúc nó chỉ đơn thuần là tâm chạm vào cảnh thôi, tức là chỉ có cái hình ảnh chạm vào nhãn căn, từ đó nó có xúc. Chỉ có âm thanh chạm vào nhãn căn cho nên nó mới có xúc. Cái xúc nó chỉ đơn giản là sự va chạm giữa căn và các cảnh. Nhưng vấn đề là chúng sanh họ không nhận thức được điều đó. Rồi từ đó họ buông lung, họ phóng dật, họ chạy theo nó. Rồi chúng ta tạo rất nhiều những cái ác nghiệp chỉ bởi vì việc này. Cái xúc nó lôi kéo chúng ta dữ lắm mà mình không biết. Mình không tu, mình không có trí tuệ thì mình không nhận thức được điều đó. Nó giống như một người cưỡi trên lưng một con ngựa. Thì con ngựa nó cứ cắm đầu nó chạy mà mình không biết nó chạy vào đâu, thì sớm muộn gì nó cũng gây tai nạn. Hoặc giống như chúng ta ngồi trên chiếc xe mà chúng ta cứ vặn ga nhưng chúng ta nhắm mắt. Quý vị thử tưởng tượng một người chạy xe vặn ga mà nhắm mắt thì chắc chắn sẽ gây tai nạn. Cái xúc cũng vậy. Cái xúc khi mà chúng ta không có trí tuệ để chúng ta quan sát nó sẽ dẫn chúng ta đi đến các ác nghiệp, chắc chắn là đưa đến tai nạn do chúng ta thiếu con mắt trí tuệ. Tai nạn đó là gì? Đó là chúng ta chạy theo cái xúc
của âm thanh. Ví dụ như mình nghe tiếng xe chạy, mình cảm thấy khó chịu, bực bội, không thích thú. Mình nghe tiếng ồn, mình nghe tiếng mắng chửi, những âm thanh bất lợi, chúng ta khó chịu, bực bội, không thích thú. Thì đó nó duyên do sân. Còn khi chúng ta nghe những lời tán thán, nghe những lời khen, nghe những lời âu yếm, vuốt ve, nghe những lời mơn trớn, nghe những âm nhạc, những âm thanh mà chúng ta thích thú, thì nó lại duyên cho tham. Chính vì lẽ đó, khi chúng ta không có được trí tuệ nhận thức rõ cái xúc ấy, thì nó chỉ đi đến sự bất thiện. Rất là hiếm những trường hợp mà chúng ta buông bỏ việc theo dõi các xúc mà nó có thể đưa đến các thiện nghiệp, hiếm lắm. Ví dụ như chúng ta nghe một câu kinh, chúng ta nghe một thời pháp, chúng ta nghe những lời đi đến sự hướng thượng, nó sẽ làm duyên cho tâm của chúng ta đi đến chánh niệm, đi đến trí tuệ, đi đến từ bi hỷ xả. Nhưng quý vị nghĩ là ở thế gian này những trường hợp như thế nhiều hay ít? Ít. Mà đa phần nó duyên cho thiện, nó duyên cho bất thiện là nhiều. Tuy nhiên, ngay cả việc các âm thanh duyên cho thiện đi chăng nữa, thì cái thiện đó nếu như chúng ta thấy một cách rốt ráo, nó đều là duyên cho sanh tử. Mà bởi vì nó là duyên cho sanh tử, cho nên ngay cả cái thiện đó cũng phải bỏ, cũng không đáng để cho chúng ta phải mong cầu, phải tìm tòi. Như vậy đó, một vị hành giả thực hành quán các xúc, vị ấy sẽ làm gì? Vị ấy sẽ liên tục để ý, để ý cái xúc chạm. Vị ấy liên tục để ý, thì rồi một lúc nào đó vị ấy sẽ nhận ra, à, đây là nhân của khổ. Ở trong kinh thì Đức Phật dạy ái là nhân sanh khổ. Nhưng khi chúng ta tu tập một cách thuần thục, chúng ta sẽ thấy là xúc là cái gián tiếp sanh ra khổ. Bởi vì do có xúc cho nên mới có thọ, có thọ cho nên mới có ái. Cho nên cái xúc nó là gián tiếp cho khổ. Thành ra chúng ta nói cái ác bất thiện là cái khổ trực tiếp, mà cái thiện là khổ gián tiếp. Cái người không học đạo thì họ sẽ lấy làm lạ, tại sao cái thiện lại là khổ gián tiếp? Tại vì cái thiện nó vẫn còn đi đến sanh tử. Thành ra có người thì họ lại nói, nếu như mà cái thiện nó là cái khổ gián tiếp, như vậy tại sao mình vẫn phải làm thiện? Bởi vì chúng ta chỉ có hai cái thôi, thiện hoặc bất thiện. Con đường tu tập nó chỉ có hai cái thôi, thiện hoặc bất thiện. Cái vấn đề là chúng ta chỉ có thể nương nhờ vào các thiện nghiệp để chúng ta đi lên, chứ chúng ta không thể nương nhờ vào các ác nghiệp để chúng ta đi lên được. Bởi vì đặc tính của ác nghiệp là đi xuống, đặc tính của thiện nghiệp là hướng thượng, là đi lên. Chính bởi vì như vậy, mặc dù chúng ta biết là các thiện nghiệp vẫn là nhân sanh tử, nhưng chúng ta vẫn phải làm các thiện nghiệp để thoát sanh tử. Nhớ dùm nha, bố thí nè, giữ giới nè, hành thiền đều là các thiện nghiệp. Nhưng vấn đề là mục đích của việc chúng ta tạo các thiện nghiệp đó là cái gì, nó mới quan trọng. Nó phân biệt chúng ta. Cái thiện mà chúng ta mong cầu quả báo
mong cầu quả báo sanh thiên, nhân thiên, trời người, mong cầu sự giàu sang ở đời sau kiếp khác, thì nó là không nên, tại vì nó gieo nhân cho sanh tử. Nhưng còn cái thiện mà chúng ta gieo để đi đến mong cầu sự giải thoát giác ngộ, thì chúng ta lại gọi đó là các cái thiện hoàn hảo, thiện đi đến bờ kia. Hoặc một cách gọi khác đó chính là các ba la mật. Khi mà các căn của chúng ta tiếp xúc với các cảnh, nếu như chúng ta quan sát các xúc, ở đây là khi chúng ta tu tập quan sát các xúc, chúng ta chỉ để ý đến sự xúc chạm. Khi sự xúc chạm xảy ra đó, chúng ta sẽ thấy là tùy theo cảnh tốt hay xấu mà chúng ta sẽ có ba cảm thọ là khổ thọ, lạc thọ và xả thọ. Ba thọ này nó sẽ xuất hiện ngay sau đó. Nếu như chúng ta không cẩn thận thì thọ sẽ duyên cho ai. Còn khi chúng ta tập trung, chúng ta quan sát các xúc, thì sư thưa quý vị, cái này là cái khía cạnh thực hành. Sư đố quý vị, nếu như chúng ta tập trung quan sát các xúc thì chúng ta sẽ nhận cái thọ nào nhiều nhất? Sư nghe thọ xả. Chính xác. Khi chúng ta tập trung quan sát các xúc thì bởi vì các thọ nó không duyên cho ái, mà do chúng ta, các cái tâm của chúng ta nó đang chú tâm vào các xúc, thành ra là chúng ta sẽ cảm thọ cái thọ xả nhiều hơn. Đương nhiên là trừ một số trường hợp đặc biệt. Ví dụ như khi chúng ta bị tai nạn đi, bị thiêu chẳng hạn, thì cái lửa nó xúc với cái cơ thể chúng ta, bị phỏng, cái lửa nó xúc với cơ thể chúng ta, thì chúng mặc dù chúng ta tập trung quan sát các xúc, nó không thể nào làm cho một cái thọ khổ mà nó thành cái thọ xả được thì không có. Tuy nhiên chúng ta có thể tách nó ra và chúng ta quan sát rõ, đây là cái xúc, và chúng ta có sự tự chủ nhiều hơn. Đa phần chúng ta khổ bởi vì khi chúng ta xúc chạm, tâm chúng ta chạy theo cảnh, cho nên chúng ta mới khổ. Còn khi tâm chúng ta không chạy theo cảnh thì chúng ta bớt khổ nhiều lắm. Do đó khi thực hành tứ niệm xứ, đối với một số đề mục như là đề mục quán thọ, thì sư có đề nghị hành giả hãy tách thân và tâm ra. Khi mình tách ra rồi đó, các thọ khổ chúng ta thấy nó không khổ như mình tưởng. Hồi xưa khi chúng ta chưa thể tách ra được, mình còn để cái tâm của mình chạy theo các cái thọ. Ví dụ như là thọ khổ thì tâm nó sân, nó khó chịu. Thì chúng ta ngồi chừng được nửa tiếng là hết cỡ. Nhưng khi chúng ta tách ra được, chúng ta thấy ở đây nó chỉ đơn thuần là các cảm thọ, nó chỉ là khổ thọ, không có ai khổ thọ. Thì khi đó vị ấy có thể ngồi được 1 tiếng, 2 tiếng hết sức bình thường. Bởi vì tâm nó không còn chạy theo cái cảnh nữa. Còn ở đây khi chúng ta quan sát các xúc, nó cũng tương tự như vậy. Lúc bây giờ chúng ta như một người khán giả, như một người khán giả quan sát một vở kịch. Vở kịch đó là gì? Đó là sự tiếp xúc của các giác quan. Khi mắt chúng ta mở, chúng ta chỉ đơn thuần ghi nhận có sự xúc chạm giữa cảnh sắc và nhãn thức. Chỉ có sự xúc chạm của âm thanh
đối với tai. Khi chúng ta ăn thì chỉ có sự xúc chạm của mùi vị đối với lưỡi, chỉ như thế mà thôi. Và ở đây nó có sự phân biệt giữa một người quan sát thiếu trí và một người quan sát có trí. Phân biệt nha. Có một số cái trường phái thúc đẩy việc quan sát các xúc một cách vô trí. Bởi vì nếu như chúng ta chỉ đơn thuần quan sát các xúc một cách vô trí, chúng ta sẽ có cái thọ xả liên tục. Và bản thân thọ xả đó, nó cũng là một loại lạc. Vị ấy sẽ cảm nhận sự an lạc, sự thoải mái. Thành ra với nhiều người họ tưởng rằng đây là sự giác ngộ, đây là sự tu tập. Nhưng họ không biết rằng họ chỉ đơn giản quan sát các xúc một cách vô trí. Thế nào là sự quan sát các xúc một cách vô trí? Chính là chúng ta chỉ tập trung vào các xúc thôi. Như sư nói hồi nãy, mình chỉ như người khán giả, chỉ ghi nhận là âm thanh, xúc chạm vào nhĩ căn hoặc là vào cái lỗ tai. Đơn giản chỉ quan sát như thế đó. Không có một sự suy tư, không có một cái gì khác ở trong đầu chúng ta hết. Chúng ta duy trì một cái dòng tâm thức trống rỗng, chỉ còn lại sự quan sát. Thì đó không gọi là chánh kiến. Mà cái chánh kiến ở đây, Ngài Xá Lợi Phất tóm gọn trong ba câu: từ tập khởi của sáu xứ có tập khởi của xúc, từ đoạn diệt của sáu xứ có đoạn diệt của xúc. Thánh đạo tám ngành này là con đường đưa đến đoạn diệt của xúc. Là như thế nào? Khi chúng ta tập trung quan sát cái xúc, nhớ nha, phân biệt nha, xúc không phải là thọ. Nhớ nha, nhiều người họ nhầm lẫn, họ quan sát xúc, thực tế họ đang quan sát thọ. Phải, xúc chỉ là sự xúc chạm của căn đối với cảnh. Khi chúng ta liên tục đặt tâm vào các xúc, chúng ta có thể đặt tâm vào nhãn xúc, nhĩ xúc, thiệt xúc, thân xúc, hoặc là ý xúc, tùy. Khi chúng ta quan sát các xúc, chúng ta sẽ có sự suy tư, thấy rằng do đâu mà có các xúc này, do chúng ta có các giác quan cho nên mới có các xúc này. Mà nếu như chúng ta không có chánh niệm tỉnh giác để chúng ta quan sát các xúc này, thì các xúc nó sẽ duyên cho thọ, rồi thọ đó nó duyên cho ái, ái duyên cho thủ, thủ duyên cho hữu, hữu duyên cho sanh, sanh duyên ưu bi lão tử. Quý vị học trung bộ tới chỗ này rồi mà còn mơ hồ 12 nhân duyên là không chấp nhận được nghe. Chúng ta thấy rõ như vậy, quan sát và thấy rõ vòng tròn duyên khởi, tập trung từ xúc, thấy rõ như vậy. Và như vậy chúng ta sẽ thấy sự nhàm chán. Bởi vì nó giống như một cái vòng lặp mà chúng ta diễn hoài những cảnh cũ. Bây giờ chúng ta gặp những cái xúc như thế này, rồi sau đó chúng ta biết
qua đời sau kiếp khác chúng ta lại phải gặp những cái xúc như thế này nữa. Cái vòng tròn luân hồi chúng ta lại tiếp tục phải gặp những cái xúc như thế này. Rồi từ đó chúng ta đi đến sự nhàm chán. Từ đó chúng ta muốn có sự đoạn diệt, sự chấm dứt của các xúc. Mà muốn chấm dứt các xúc thì chấm dứt, cần phải chấm dứt các căn sáu xứ. Khi mà chúng ta có sự chấm dứt của sáu xứ thì xúc sẽ đoạn diệt. Như vậy chấm dứt bằng cách nào? Chấm dứt bằng con đường thực hành bát chánh đạo. Thì khi chúng ta thấy như vậy là chúng ta thấy bằng trí tuệ. Nhờ như thế chúng ta có chánh kiến. Chúng ta thấy được cái bản chất của xúc nó là cái gì. Chúng ta không chạy theo nó. Chúng ta thấy rõ sự nguy hại của nó. Tức là nếu như chúng ta chạy theo các xúc này thì chúng ta sẽ đi đến các khổ cảnh, đi đến sự luân hồi. Và chúng ta thấy rõ là chúng sanh họ đau khổ cũng chỉ bởi vì họ chạy theo các xúc này mà thôi. Khi chúng ta mặc quần áo, mặc y phục, chúng ta cũng phải thấy rõ điều này. Nhớ nha, tất cả các bài kinh đều là pháp hành, chứ không có bài kinh nào mà không thể thực hành đi đến giải thoát, không có. Khi chúng ta đắp y, tức là mặc y phục vào, có sự xúc chạm của thân nè, đó, đối với y phục, chúng ta quan sát cảm thọ và chúng ta thấy rõ cái xúc này chúng sanh chạy theo nó. Rồi từ các xúc họ tìm cầu các xúc dễ chịu bằng tâm tham. Rồi họ chạy trốn các xúc khó chịu bằng tâm sân. Từ đó chúng sanh tiếp tục đọa lạc. Mà xúc ở đây chỉ đơn thuần là sự tiếp xúc của các giác quan đối với các cảnh mà thôi. Khi chúng ta ý thức được điều đó, chúng ta lại tiếp tục chúng ta suy tư, thấy rõ được sự thật. Đó là vì chạy theo các xúc, cho nên xúc duyên cho thọ, thọ duyên cho ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên ưu bi lão tử. Rồi chúng sanh tiếp tục sa đọa, tiếp tục đi luân hồi cũng chỉ bởi vì cái xúc này. Tức là khi chúng ta mặc cái y phục vào là chúng ta thấy rõ dòng luân hồi, thấy rõ cái khổ của chúng sanh, thấy rõ sự vô minh của chúng sanh khi không nhìn thấy được sự thật về xúc. Rồi khi chúng ta nhìn thấy một bông hoa, một cái lẵng hoa đẹp như thế này thì rõ ràng đầu tiên nó chỉ là cái xúc của hình ảnh và cặp mắt thôi. Tại sao nó không dừng ở đó mà chúng ta lại chạy theo một bước nữa là chúng ta có sự ưa thích nó để làm chi? Chính bởi sự ưa thích đó nó là duyên cho tâm tham. Hoặc nhìn thấy một bông hoa héo thì chính sự không ưa thích đó lại là duyên cho tâm sân. Chúng ta thấy rõ sự nguy hại của xúc. Thấy rõ đó. Khi thấy rõ sự nguy hại đó, chúng ta mới có sự cẩn trọng khi để các căn của chúng ta tiếp xúc với các cảnh. Chỉ khi nào chúng ta thấy được sự nguy hại của xúc thì chúng ta mới có động lực để tu tập. Khi quý vị có chánh kiến, chánh kiến về xúc, mình nhìn là mình thấy rõ nhìn cái gì cũng có thể đi địa ngục, nghe cái gì cũng có thể đi địa ngục, ngửi cái gì cũng có thể đi địa ngục, mà nếm cái gì cũng có thể đi địa ngục. Chúng ta thấy sự nguy hại của các xúc
nó giống như một con thú dữ, nó giống như một ly thuốc độc, nó làm cho chúng ta gọi là bị bủa vây, giống như chúng ta bị bủa vây bởi những con rắn độc, động một tí là chết. Khi chúng ta có được chánh kiến như thế, chúng ta mới có sự dè chừng, có sự cẩn trọng khi chúng ta làm việc với các xúc. Từ đó chúng ta chỉ đơn thuần, chúng ta ghi nhận chỉ có mắt, xúc với cảnh như đó đó. Nhìn với sự ý thức về sự nguy hại của xúc, nhìn với sự ý thức về sự cần thiết của việc đoạn diệt xúc. Mà xúc chỉ đưa đến đoạn diệt bằng cách thực hành bát chánh đạo. Chúng ta lại đi đến phần tiếp theo, là phần sáu xứ sanh la yatana. Thì khi mà chúng ta phân tích về chữ nghĩa, thì xứ ở đây là ayatana. Thì ayatana là một cái danh từ trung tính, bởi cái a cộng gia tá, mà gia tá thì nó lại là quá khứ phân từ của gia mê tí, nghĩa là cái xem xét và kiểm soát. Thì như vậy á, còn cái gia mê tí thì xuất phát từ cái căn là căn văn, mà căn văn thì nó lại có nghĩa là gìn giữ hoặc bảo vệ, hoặc nó còn có nghĩa là có đôi hoặc là sự canh phòng. Quý vị thấy rõ ha, các căn của chúng ta là nó có đôi, thường nó có đôi như hai con mắt nè, hai cái mũi, hai lỗ tai đó. Hoặc là nó có cái sự kìm giữ, sự canh giữ, tức là nó giữ hình ảnh lại. Mắt thì giữ hình ảnh, tai giữ âm thanh, mũi giữ mùi, lưỡi giữ vị đó. Cho nên cái từ mà sanh la yatana, sáu xứ, thì nó thường chỉ cho sáu nội xứ. Mà sáu nội xứ đó là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý xứ. Ở đây sư nói về các cái định nghĩa trước đi, các cái khái niệm trước, rồi sau đó chúng ta đi đến cái sự thực hành. Thì chúng ta có bốn khía cạnh thực tính của xứ. Thứ nhất, cái trạng thái. Trạng thái có nghĩa là cái sự đối chiếu. Đối chiếu có nghĩa là sao? Thí dụ như hình ảnh, khi hình ảnh nó chiếu vào ở trong mắt của chúng ta, không có nghĩa là cái hình ảnh nó đi vào trong mắt. Không có, nó đâu có đi vào mắt của chúng ta đâu, nó không có đi vào, hình ảnh nó vẫn ở bên ngoài. Mà nó là sự đối chiếu để cho tâm nhãn thức của chúng ta đó bắt lấy cái cảnh đó và đi vào bên trong và phân tích. Hoặc là khi chúng ta ngửi cái mùi, thì rõ ràng là cái mùi nó không có đi vào trong. Nó không có đi vào trong, nó đi vào, nó đi ra bình thường, nó không có đi vào trong. Mà cái gọi là cái thần kinh khứu giác của chúng ta bắt lấy cái cảnh đó và truyền tín hiệu cho các thành phần khác của tâm để xử lý cái thông tin đó. Chứ không, nó đâu có cái hơi nào, không có cái hơi nào mà nó đi lên não mình, không có. Khi chúng ta ngửi cái mùi, chúng ta thấy giống như nó sọc lên trên đầu, sọc lên não, thực tế không có, không có cái gì sọc lên trên chứ, mà là cái thần kinh khứu giác của chúng ta nó truyền tín hiệu lên. Cho nên ở đây nó chỉ là cái sự đối chiếu, tức là nó bắt lấy cảnh đó và nó truyền tín hiệu đi, chứ không có cái cảnh mà nó đi vào thì không có cái đó. Còn cái phận sự của các giác quan của chúng ta, phận sự tức là trách nhiệm của nó là gì? Đó chính là nhận các cảnh. Quý vị thấy các giác quan của chúng ta, trách nhiệm của nó chỉ đơn giản là tiếp nhận các cảnh đi tới với nó, là nó phải tiếp nhận.
trừ khi chúng ta nhắm mắt lại. Chứ còn mở mắt ra là chúng ta phải tiếp nhận cảnh. Nó đâu có chuyện mình mở mắt ra mà mình từ chối không tiếp nhận cảnh, đâu có. Rồi tai cũng vậy. Tai là một cái đặc biệt, nó luôn luôn bị động tiếp nhận cảnh. Anh muốn hay anh không muốn, anh cũng phải tiếp nhận cảnh. Cho nên cái phận sự, nó thuộc về cái phận sự, trách nhiệm của nó là anh phải tiếp nhận cảnh. Chứ anh không nói năng tiếng nào được hết trơn. Còn cái thành tựu của nó, tức là nó làm vật nương cho tâm, và là cửa cho cảnh để tâm nhận biết cảnh. Có nghĩa là sao? Tâm của chúng ta đó phải nương nhờ nơi các giác quan để biết được cái cảnh của nó. Ví dụ như con mắt, nó phải có cái tâm nhãn thức, nó phải nương nhờ nơi thần kinh mắt thì chúng ta mới để nó mới biết được cái cảnh sắc. Còn khi chúng ta ngủ, tâm không làm gì thì có thể mình mở mắt ra, có hình ảnh nào nó đi qua đi lại mình cũng không có biết. Cho nên một trong những cái gọi là cái thành tựu của nó, tức là nó là chỗ để cho tâm gá vào, cho tâm nương nhờ để bắt cảnh. Và nó chính là cái cửa khẩu để cho tâm chúng ta biết cái cảnh đó là cảnh gì. Thành ra chúng ta có 6 cái cổng thành được Đức Thế Tôn ví dụ trong rất nhiều bài kinh. Chúng ta có 6 cổng thành, và trách nhiệm của chúng ta chính là chúng ta phải gìn giữ 6 cổng thành đó. Bởi vì 6 cổng thành này hầu như là chúng ta tiếp nhận trong sự bị động. Chúng ta chỉ có thể chánh niệm gìn giữ nó, chứ còn chúng ta không thể nào từ chối trong nhiều trường hợp. Còn cái nhân cần thiết, tức là phải có danh và sắc, nghĩa là chúng ta phải có thân và có tâm. Có thân thì đây, cái cơ thể vật chất này, và có tâm tức là chúng ta có cái tâm, cái ý thức. Hai anh này hợp lại với nhau thì nó mới ra cái 6 căn được. Nhớ 6 căn ở đây nó phải bao gồm cả thân và tâm. Chứ còn khi mà chúng ta đi ngủ đi, như sư ví dụ khi nãy, mở con mắt ra, banh con mắt ra, có hình ảnh đi tới đi lui nó cũng không biết, do khi đó nó chỉ có thân mà nó không có tâm. Chúng ta đi đến cái sự thực hành ở đây, Ngài Xá Lợi Phất nói chúng ta thấy như thế nào là người có chánh kiến. Từ sự tập khởi của danh sắc có sự tập khởi của sáu xứ, từ sự đoạn diệt của danh sắc có đoạn diệt của sáu xứ. Thánh đạo tám ngành là con đường đưa đến đoạn diệt của sáu xứ. Khi chúng ta thực hành, đầu tiên chúng ta phải ý thức rõ đối tượng mà chúng ta cần phải quan sát chính là sáu giác quan của chúng ta. Khi chúng ta quan sát sáu giác quan này, chúng ta sẽ thấy nó giống như 6 cổng thành được mở toang ra và đón nhận các cảnh. Khi nó đón nhận các cảnh vào, chúng ta thấy rõ sự nguy hại của nó. Chúng sanh đau khổ do con mắt không có kiểm soát, nó chạy theo cái cảnh mà nó muốn, rồi từ đó nó duyên cho tham và sân. Ví dụ khi chúng ta mở mắt, chúng ta nhìn, chúng ta sẽ để ý rõ ràng con mắt của chúng ta đó, nó nhanh lắm, nó chạy, nó bắt ngay cái cảnh mà nó thích nha.
Thí dụ như trong chúng ta có 10 người, 100 người, con mắt chúng ta mở ra nó sẽ chạy ngay tới cái cảnh nó thích, chạy ngay tới cái con người nó thích, cái cặp mắt nó thích, cái túi nó thích, hoặc là một cái cảnh gì đó mà nó thích. Mắt rất là nhanh. Và ngay lập tức nó sẽ có cảm giác nó chán ghét cái cảnh mà nó không thích. Quý vị còn nhớ đặc điểm của người sân? Người sân là người hay tìm lỗi. Trong một cái khu vườn, họ đi vào một cái người sân, ngay lập tức họ nhìn rác nè, cái chậu xếp không ngay hàng, ngay lập tức họ thấy lỗi ngay. Tức là khi mà cặp mắt của mình mà mình không kiểm soát, ngay lập tức nó chạy theo ngay, nó chạy theo cảnh, nó bắt cảnh liền để làm duyên cho tham và sân. Chúng ta phải thấy ngay sự nguy hại của các căn. Rồi khi chúng ta quan sát cái lỗ tai của chúng ta, chúng ta thấy rõ tai của chúng ta nó tác động cho chúng ta để chúng ta tìm kiếm cái mà chúng ta muốn nghe. Mà khi nó tác động bằng cái gì? Bằng dục. Tại sao rảnh rỗi không có chuyện gì làm, kiếm nhạc mở nghe? Nó tác động của dục. Cho nên khi chúng ta nhìn các cái giác quan, chúng ta phải ý thức được sự nguy hại của nó. Thành ra một vị hành giả đó, khi đi, vị ấy luôn nhìn ở trong cái tầm 2 mét đó. Khi vị ấy di chuyển, làm việc trong bất kỳ oai nghi nào, vị ấy đều có sự phòng ngừa, có sự thu thúc các căn. Bởi vì cái người có trí là người liên tục nhìn thấy sự nguy hại của 6 căn. Rồi ngay khi chúng ta nằm xuống lên trên giường ấy, vừa nằm xuống, một vị hành giả mà cẩn thận quan sát để có được cái trí tuệ, cái chánh tri kiến khi quan sát các cái căn này là gì? Quan sát ngay cái tâm này nó đang chạy theo cảnh gì, phòng ngừa nó ngay. Tại vì thường khi chúng ta mà đi vào giai đoạn nghỉ ngơi, tâm chúng ta hay thả rong, rồi chúng ta để cho tâm của chúng ta chạy theo những suy nghĩ miên man. Nhiều khi chúng ta mất ngủ cũng do nó đó. Nó cứ chạy liên tục, nó chạy theo cái gì đó, nó chạy theo những lo âu, những phiền muộn, nó chạy theo. Nó là duyên cho sân, làm cho chúng ta mất ngủ. Mà khi chúng ta ý thức được điều đó, chúng ta thu thúc các căn lại, thu thúc lại, thu thúc cái ý căn của mình lại, thì khi đó nó không chạy theo cảnh nữa, mà nó có sự tập trung và nó hướng tâm theo cảnh mà mình muốn. Như sư nói, một vị có thực hành, có chánh niệm, vị ấy hoàn toàn có thể chủ động đi vào giấc ngủ. Bởi vì khi ấy, cái gọi là cái ý căn của vị ấy chỉ hướng đến tâm hữu phần. Thành ra đó là vị ấy có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Chỉ cần 5 phút, 10 phút đối với vị ấy đã đủ rồi. Tức là ở đây là họ, vị ấy chỉ cần 5 phút là từ lúc nằm xuống là vị ấy đang ngủ ngay, và vị ấy ngủ được 5 phút và vị ấy tỉnh dậy. Chứ không như mình nằm xuống trằn trọc lăn qua lăn lại mấy tiếng đồng hồ không ngủ. Nó khác. Mà muốn như vậy, chúng ta phải có sự thu thúc các căn, phải có cái sức mạnh để thu thúc. Mà sức mạnh đó tới từ đâu? Từ việc thực hành bát chánh đạo. Khi chúng ta không thực hành, các căn của chúng ta không thể thu thúc được. Cái giới, bản thân cái giới, nó là sự thu thúc của ngũ căn.
tức là các căn vật chất. Còn cái định á, là sự thu thúc của cái ý căn. Mà bát chánh đạo là con đường của giới học, định học và tuệ học. Mà chỉ khi nào các căn của chúng ta thu thúc rồi thì trí tuệ mới có cơ hội phát triển. Mà phát triển ở đây là chúng ta có được cái chánh tri kiến. Chúng ta thấy được, đầu tiên chúng ta thấy được các căn này là gì, thấy được sự nguy hại của các căn. Quý vị mà nhìn nó một cách liên tục thì chúng ta sẽ giống như một người đi trên dây, luôn cẩn trọng với tất cả mọi thứ. Đó là một thái độ cần thiết của một vị hành giả. Khi chúng ta đã có sự cẩn trọng với các căn của chúng ta rồi đó, thì chúng ta mới dùng trí tuệ để chúng ta quan sát. Nhớ nha, lại một lần nữa, có những người họ thực hành quan sát các căn một cách thiếu trí, và họ cho rằng như thế là sự an lạc. Tức là họ chỉ đơn giản thu thúc các căn lại, mắt bớt nhìn, tai bớt nghe, mũi bớt ngửi, lưỡi bớt nếm, thân bớt xúc chạm, ý bớt suy tư. Rồi họ chỉ đơn giản họ quan sát các căn đó thôi. Họ thu thúc và họ quan sát. Nếu như chỉ làm như thế, những vị ấy cũng đi đến sự an lạc, cũng cảm nhận được sự an lạc. Nhưng như thế chưa gọi là tu, như thế chưa gọi là thiền. Nhưng một số vị và rất nhiều người dừng ở đó và cho rằng như thế là thiền rồi. Thì không phải như vậy. Mà cái sự thu thúc ở đây nó còn bao hàm là chúng ta phải nhìn thấy được sự nguy hại của sáu căn. Khi thực hành, chúng ta phải liên tục và liên tục ý thức sự nguy hại của sáu căn. Từ đó chúng ta có sự cẩn trọng. Rồi sau đó chúng ta lại quan sát, thấy rằng do lục nhập nè, do có sáu căn nó mới tiếp xúc với sáu cảnh, nó lại duyên cho thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên u bi lão tử. Mà do đâu mà mình có sáu căn này? Là do mình có danh sắc. Chính xác là lục nhập. Xin nói sáu căn là do thói quen thôi nha. Nói sáu căn là do thói quen, chúng ta hiểu là cái lục nhập. Hoặc là sáu xứ. Sở dĩ chúng ta có sáu cái món này là chúng ta có danh sắc. Cái sự nguy hại khi mà chúng ta nhìn thấy rõ, chúng ta mới thấy được sự nhàm chán. Tức là khi chúng ta thấy được cái dòng luân hồi này đó, nó chỉ là sự luân chuyển của các căn thôi. Rồi sau đó đó, chúng ta lại tiếp tục chạy theo nó, rồi lại tiếp tục luân hồi. Mà xin thưa là trong dòng luân hồi, cái khổ nó nhiều hơn là cái vui. Cái địa ngục nó nhiều hơn là cõi người. Chúng ta đa phần chúng ta đi xuống. Mà bây giờ nè, chúng ta có đầy đủ các căn, chúng ta lại không dành cho việc tu tập, vun bồi các thiện nghiệp hướng đến sự giải thoát giác ngộ, mà chúng ta lại để nó chạy theo các ác bất thiện pháp một cách không kiểm soát. Chúng ta liên tục suy tư như thế. Rồi từ đó chúng ta ý thức được, ý thức được chỉ có con đường thực hành bát chánh đạo mới là con đường đưa đến sự giải thoát giác ngộ. Từ đó chúng ta sẽ buông bỏ được tà kiến. Và thậm chí có một số vị chỉ đơn giản như thế thôi mà các vị ấy có thể chứng đắc đạo quả rồi.
Do đâu vậy? Do các vị ấy đã hoàn thành những thứ khác từ trước. Thì lúc bây giờ cái tuệ này nó chỉ đơn giản là cái mảnh ghép cuối cùng cho bức tranh của vị ấy, để vị ấy có thể giác ngộ giải thoát thôi. Còn đối với chúng ta đó, là chúng ta phải tu tập theo tuần tự. Sư nhắc lại cho quý vị nhớ một lần nữa là chúng ta có bốn hạng nha, bốn hạng người. Thứ nhất là hạng Uggati-tanyu, là cái hạng nghe một câu là chứng đắc. Như trong trường hợp này là dành cho hạng Uggati-tanyu, tức là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài chỉ đơn giản Ngài nói là chúng ta hãy quan sát. Cụ thể tức là quan sát sáu xứ. Do có cái trí tuệ, có chánh kiến về sáu xứ thì vị ấy sẽ thấy rõ đây là tập khởi của danh sắc, thì nó là tập khởi của sáu xứ. Đoạn diệt của danh sắc là đoạn diệt của sáu xứ. Và thánh đạo tám ngành này là con đường đưa đến đoạn diệt của sáu xứ. Vị ấy chỉ nghe như thế là ngay lập tức vị ấy chứng đắc đạo quả luôn. Trường hợp Uggati-tanyu này là bởi vì vị ấy đã đầy đủ rồi, coi như là đầy đủ hết rồi. Cái này chỉ như một mảnh ghép cuối cùng ghép vào bức tranh là đủ. Hạng thứ hai là hạng Vipanchi-tanyu. Thì hạng Vipanchi-tanyu là hạng sau khi nghe hết thời pháp này thì vị ấy mới chứng đắc được đạo quả. Thì trong ở cuối bài kinh thì sẽ có nhiều vị chứng đắc đạo quả. Thì những vị Vipanchi-tanyu này là những vị còn thiếu một vài mảnh ghép, tức là ghép từng mảnh, từng mảnh, từng mảnh, và tới cuối bài kinh vị ấy ghép hết và được trọn bức tranh, và khi ấy vị ấy chứng đắc đạo quả. Xin thưa là chúng ta không phải hai hàng trên. Bởi vì nếu chúng ta là hai hạng trên ấy, thì chúng ta đã sanh vào thời Phật. Và giờ này quý vị sẽ không ngồi nghe sư nói đâu, mà quý vị sẽ ngồi nghe Ngài Xá Lợi Phất nói. Nó sướng hơn rất nhiều. Sư chắc chắn Ngài Xá Lợi Phất nói hay hơn sư rất nhiều. Nếu mình có phước mình đã ngồi nghe Ngài nói rồi. Và phải nói nếu như sư có phước thì chắc có lẽ sư cũng không có ngồi đây nói với quý vị đâu, mà sư đã ngồi sư nghe Ngài Xá Lợi Phất nói bài kinh này rồi. Cho nên là chúng ta không phải hai hạng người này. Hạng thứ ba đó là hạng nay vô. Hạng nay vô là hạng như đấy, quý vị thấy rõ nè, nhĩ căn tiếp xúc với cảnh thinh duyên cho sân. Ai duyên cho sân là thấy là nãy giờ mình học là nó vứt đi rồi. Học nãy giờ mà mình không có rút ra bài học được, thấy không? Cái hạng thứ ba đó là hạng nay vô. Hạng nay vô là hạng mà nghe xong rồi về thực hành theo tuần tự, rồi sau đó mới có sự chứng đắc. Thì chúng ta hoàn toàn có thể là hạng nay vô. Cái quan trọng là chúng ta có chịu thực hành hay không, hay chúng ta chỉ đơn giản là nghe xong rồi về thế thôi. Giống như sư nói, đưa ra ví dụ, quý vị tưởng sư kể chuyện cười chứ thực tế không phải. Một cái ví dụ rất thực tế là nãy giờ sư nói với quý vị sự nguy hại của xúc, sự nguy hại của xúc, sự nguy hại của xấu xứ, tức là sáu căn. Khi chúng ta không kiểm soát, nó ngay lập tức chạy theo cảnh ngay. Và khi chạy theo cảnh, nó sẽ duyên cho tham hoặc sân. Khi chúng ta nghe như vậy, cái người mà nay vô là họ ngay lập tức họ thực hành ngay. Ngay lập tức họ thực hành, họ thu thúc ngay. Thu thúc của xúc, thu thúc của các căn. Và khi cảnh xuất hiện, ngay lập tức biết ai là hạng nay vô, ai không phải liền. Được chưa?
Tức là mình nghe mình phải thực hành ngay từ bây giờ, chứ không phải là mình chờ tới một cái khóa thiền nào đó rồi mình mới chịu tu, thì không phải. Và hạng cuối cùng là hạng Pataparamo. Thì hạng Pataparamo này là hạng dành cho mình về mình thực hành cho tới già tới chết cũng không chứng đắc gì cả. Tuy nhiên hạng Pataparamo này, nếu như trong kiếp này vị ấy chưa chứng đắc, đời sau kiếp khác vị ấy hoàn toàn có thể là ba hạng còn lại. Bởi vì cái kiếp này vị ấy gieo duyên, qua kiếp sau vị ấy sẽ là hạng Uggatitanyu hoặc Vipanchitanyu hoặc hạng Neyo, hoàn toàn có thể. Cho nên nếu như thấy mình học hoài mà thực hành không tới đâu thì đừng có tự ti nha. Bởi vì chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi ở đời sau kiếp khác. Điều quan trọng là chúng ta có chịu thực hành hay không. Cái thái độ của chúng ta đối với bài học này là gì? Hay chúng ta chỉ đơn giản xem đây là một cái buổi nghe pháp thông thường? Đó. Thành ra khi chúng ta đi học các lớp kinh tạng, chúng ta mới thấy là cái bài học sự thực hành nó nằm hết ở trong đó. Chúng ta mới thấy là tại sao mà sau mỗi bài kinh rất nhiều vị chứng đắc đạo quả là như thế. Các vị ấy sau khi nghe về thực hành, kinh tạng không hề có những cái giáo lý chỉ dựa đơn thuần là giáo lý, mà đó hoàn toàn là các phương pháp để chúng ta thực hành. Thì để cho nó trọn vẹn thì hôm nay chúng ta chỉ học tới đây thôi. Xin chia đều phần phước này đến tất cả chúng sanh, mong cho tất cả chúng sanh được thọ hưởng tùy ý. Sau khi thọ hưởng rồi, được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả làm người, quả trời cùng quả niết bàn. Nguyện cầu tam bảo từ hàng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thể chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại sớm tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoàn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Nam mô Bụt Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Khai Giác.